Hôm nay ngày 24 tháng 3 năm 2018, thứ bảy tuần thứ năm mùa chay, trích sách tiên tri Ezekiel. Đây Chúa là Thiên Chúa phán: Này, ta sẽ đem con cái Israel ra khỏi các dân tộc mà chúng đang cư ngụ. Từ khắp nơi ta sẽ quy tụ chúng lại và đưa chúng về quê hương. Ta sẽ làm cho chúng trở nên dân tộc duy nhất sống trong đất của chúng. Ở trên núi Israel, chỉ có một vua cai trị chúng. Chúng sẽ không còn là hai dân tộc, cũng chẳng còn chia làm hai nước nữa. Chúng sẽ không còn dơ nhớp vì thần tượng, vì các điều ghê tởm và mọi tội lỗi của chúng. Ta sẽ cứu thoát chúng khỏi mọi nơi tội lỗi. Ta sẽ thanh tẩy chúng. Chúng sẽ là dân ta và ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. David, tôi tớ ta sẽ là vua của chúng. Chúng sẽ chỉ có một chủ chăn mà thôi. Chúng sẽ tuân giữ và thực thi các giới răn của ta. Chúng sẽ cư ngụ trong đất mà ta đã ban cho Gia-cốp tôi tớ ta và là đất tổ phụ chúng đã cư ngụ. Chúng và con cái cùng cháu chắt của chúng sẽ cứ ngủ ở đó đến muôn đời. Và David, tôi tớ ta sẽ là vua của chúng đến muôn đời. Ta sẽ ký kết với chúng một giao ước hòa bình. Đó sẽ là một giao ước vĩnh cửu đối với chúng. Ta sẽ gầy dựng chúng, sẽ cho chúng sinh sản ra nhiều và sẽ thiết lập nơi thánh ta giữa chúng cho đến muôn đời. Nhà tạm ta sẽ ở giữa chúng. Ta sẽ là Chúa của chúng và chúng sẽ là dân ta. Các dân tộc sẽ biết rằng ta là Chúa, đấng thánh hóa Israel, khi đã lập nơi thánh ta ở giữa chúng đến muôn đời. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Chúa sẽ gìn giữ chúng ta như một tờ chăn giác đoàn chiên mình. Hỡi các dân tộc, hãy nghe lời Chúa, hãy công bố lời Chúa trên các đảo xa xăm. Hãy nói rằng đấng đã phân tán Israel sẽ quy tụ nó lại và sẽ gìn giữ nó như một tờ chăn giác đoàn chiên mình. Chúa sẽ gìn giữ chúng ta như một tờ chăn giác đoàn chiên mình. Vì Chúa đã giải phóng Gia-cốp, giờ đây với cánh tay mạnh mẽ hơn, người cứu thoát nó, chúng sẽ đến và ca hát trên núi Sion. Chúng sẽ đổ xô về phía hạnh phúc của người. Chúa sẽ gìn giữ chúng ta như một tờ chăn giác đoàn chiên mình. Bây giờ người thiếu nữ sẽ hân hoan nhảy mừng, các thanh niên và các cụ già cũng làm y như thế. Ta sẽ biên đổi tang chê của chúng ra niềm hân hoan, sẽ an ủi chúng và cho chúng hết đau khổ. Chúa sẽ gìn giữ chúng ta như một tờ chăn giác đoàn chiên mình. Chúa phán, ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy trong những người đến thăm Maria có nhiều kẻ đã tin vào Chúa Giêsu, nhưng trong nhóm có kẻ đi gặp người biệt phái và thuật lại các việc Chúa Giêsu đã làm. Do đó các thượng tế và biệt phái họp công nghị và nói: Chúng ta phải xử trí sao đây, vì người này làm nhiều phép lạ. Nếu chúng ta để mặc người ấy làm như thế thì mọi người sẽ tin theo, và quân Roma sẽ kéo đến phá hủy nơi này và dân tộc ta. Một người trong nhóm là Caipha làm thượng tế năm đó nói với họ rằng: Quý vị không hiểu gì cả, quý vị không nghĩ rằng thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Không phải từ ông nói điều đó, nhưng với danh nghĩa là thượng tế năm ấy, ông đã nói tiên tri rằng Chúa Giêsu phải chết thay cho dân
Và không phải cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối. Bởi vậy, từ ngày đó họ quyết định giết người. Vì thế, Chúa Giê-xu không còn công khai đi lại giữa người Do Thái nữa. Người đi về miền gần hoang địa, đến thành phố tên là Ephraim, và ở lại đó với các môn đệ. Khi đó đã gần đến lễ vượt qua của người Do Thái. Có nhiều người từ các miền lên Jerusalem trước lễ để được thanh tẩy. Họ tìm Chúa Giê-xu, họ đứng trong đền thờ và bàn tán với nhau. Anh em nghĩ sao? Người có đến hay không? Còn các thượng tế và biệt phái đã ra lệnh rằng nếu ai biết người ở đâu thì phải tố cáo để họ bắt người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Suy niệm: những vị lãnh đạo giỏi là những người có khả năng quy tụ huấn luyện viên với cầu thủ, giám đốc với nhân viên. Vua Quang Trung, Trần Hưng Đạo là những danh tướng nhờ biết quy tụ sức mạnh của quân sĩ dưới quyền. Đức Giê-xu đến trần gian với sứ mạng quy tụ tất cả mọi người thuộc mọi dân tộc trên khắp thế giới thành một dân. Dân Thiên Chúa, làm thế nào để hoàn thành sứ mạng gay go này? Bằng sức mạnh quân sự, bằng khôn khéo chính trị, bằng kinh tế phồn vinh, thưa không, mà bằng cái chết của Ngài trên thập giá. Một cái chết cho thấy lòng hiếu thảo tận tụy với Chúa Cha, cũng như vui lòng chịu vác kiệt sự sống vì yêu thương con người. Nhờ cái chết ấy, mọi người dù khác biệt về màu da, ngôn ngữ, có thể quy tụ với nhau và thân thưa: lạy Cha chúng con. Mời bạn năng suy gẫm cái chết quy tụ nhân loại của Đức Giê-xu, đặc biệt trong những ngày còn lại của mùa chay, để tâm hồn bạn được hoán cải và nỗ lực quy tụ người khác về với Chúa. Tôi sẽ có những đóng góp tích cực nào để quy tụ người chung quanh về với Chúa? Sống lời Chúa để hiệp thông với cái chết của Đức Giê-xu trong mùa chay này. Mỗi khi bị đau khổ, bị hiểu lầm, tôi sẽ dâng cho Chúa, không lẩm bẩm kêu ke. Cầu nguyện: lạy hồn Chúa Kitô, xin thánh hóa con. Lạy xác Thánh Chúa Kitô, xin cứu độ con. Lạy máu Thánh Chúa Kitô, xin cho con say mến. Lạy nước bởi cạnh sườn Chúa Kitô, xin thêm sức cho con. Amen. Thánh Ignacio. Vững niềm tin. Vào năm 1856, các nhà khảo cổ đã thực hiện một cuộc khám phá đầy thú vị tại đồi Palatino tại thành phố Roma, khi đào bới những lớp đất bao phủ một trại lính Roma cổ. Trên vách một bức tường, họ tìm thấy một cây thập giá được một người lính nào đó dùng đinh hay mũi dao khắc vụng về vào tường. Bên cạnh là hình một chàng thanh niên giơ tay chào kính cây thập giá. Trên cây thập giá có vẽ hình một người, nhưng đầu người ấy là hình một con lừa. Dưới hai hình vẽ, người ta thấy có viết hàng chữ: Alessa Menos, thờ lại Chúa của hắn. Các nhà khảo cổ cho rằng có thể bức tranh đã được thực hiện vào những năm 123 đến năm 126. Nếu sự phỏng đoán về niên hiệu này là đúng, thì đây có lẽ là hình vẽ thập giá cổ nhất, nhưng lại là hình thập giá bị nhạo báng, chê cười. Nếu Thiên Chúa lại chết trên cây thập giá, thì đây là hành động yếu hèn, khờ dại như hành động của một con lừa, và cả những người thờ lại Thiên Chúa trên thập giá cũng thế. Vào năm 1870, các nhà khảo cổ lại tìm được câu trả lời mà họ nghĩ là của một chàng thanh niên mang niềm tin Kitô tên là Alessa Menos, ở một cột trụ bằng đá dựng hình thần Max, tức là vị thần chiến tranh. Người ta khám phá thấy được khắc vào gỗ đó dòng chữ Alessa Menos vẫn vững tin. Vâng, hình ảnh Thiên Chúa chết treo trên thập giá là một hình ảnh khủng khiếp, yếu đuối, dại khờ. Nhưng Thánh Phaolô đã biện hộ cho hành động có thể được gọi là điên rồ của Thiên Chúa như sau: tiếng nói của thập giá đối với những kẻ hư hỏng là điên dại, còn đối với các người được cứu rỗi, tức là chúng ta, thì là sức mạnh của Thiên Chúa. Thật vậy, người Do Thái đòi hỏi phép lạ, người Hy Lạp
tìm kiếm sự khôn ngoan, còn chúng tôi thì giảng về Chúa Kitô chịu đóng đinh và thập giá. Người Do Thái cho điều đó là xấu xa, còn các người ngoại giáo thì cho là dại dột. Song với tất cả được Thiên Chúa tuyển chọn thì Chúa Kitô chịu đóng đinh là sức mạnh và là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Bài trích sách lẽ sống.